Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta đó là cổ phiếu DG vào sóng hay chỉ là sóng hồi. Thì cổ phiếu DG là cổ phiếu bất động sản mà được nhiều nhà đầu tư quan tâm và nắm giữ nhiều nhất trong nhóm bất động sản. Và phiên thứ 6 tuần vừa rồi thì cổ phiếu DG có phiên khớp lệnh kỷ lục, gần 70 triệu cổ phiếu được giao dịch và cái giá trị khớp lệnh là gần 2.000 tỷ và cái giá trị này là cao nhất kể từ khi cổ phiếu niêm yết trên sàn. Vậy DG có thật sự vào sóng tăng trung hạn không hay chỉ là sóng hồi thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua về điều kiện để cổ phiếu có thể bước vào sóng tăng trung hạn, bởi vì sóng thì chắc chắn cổ phiếu nào cũng có, sẽ có con sóng tăng lớn, con sóng tăng bé, và những con sóng tăng bé thì mình không nói, còn đây là mình nói sóng tăng trung hạn từ 50 cho đến 100%. Thì để cổ phiếu bước vào con sóng tăng trung hạn thì cổ phiếu sẽ cần đáp ứng được 3 tiêu chí sau đây. Đầu tiên đó là về vĩ mô ngành nghề, vĩ mô có tốt, vĩ mô có ủng hộ ngành nghề thì khi đó ngành nghề và cổ phiếu mới có động lực tăng giá. Thứ hai đó là nội tại doanh nghiệp nào có kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thì chắc chắn là giá cổ phiếu cũng sẽ tăng. Và cuối cùng đó là dòng tiền vào tham gia cổ phiếu. Nếu như vĩ mô ngành nghề, nếu như dòng tiền tham gia cổ phiếu và nội tại doanh nghiệp là điều kiện đủ thì vĩ mô sẽ là điều kiện cần để cổ phiếu và nhóm ngành phải có động lực tăng giá. Có vĩ mô ủng hộ thì đà tăng giá của cổ phiếu mới bền vững, và khi có vĩ mô chống đỡ thì thị trường xấu cổ phiếu cũng không bị giảm nhiều. Ví dụ như nhóm bất động sản khu công nghiệp thời gian qua anh chị thấy vào sóng tăng trung hạn rất mạnh mẽ là do có vĩ mô ủng hộ. Thứ nhất đến từ nguồn vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh, và khi mà nguồn vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh và cái giá trị tăng trưởng của các năm thì làm cho cái giá cho thuê bất động sản khu công nghiệp ở cả phía Bắc và phía Nam đều tăng. Thì ở giá cho thuê bất động sản khu công nghiệp ở phía Bắc ấy là tăng 33% so năm 2022, còn ở phía Nam là tăng 15% so với năm 2022. Nếu như cái giá tăng như thế này thì không phải ngành nghề nào cũng có cái giá gọi là cái giá dịch vụ hay là cái giá cả mặt hàng hóa tăng mạnh và đều đặn như thế này. Và hơn nữa là chính phủ cũng có những cái chính sách để hỗ trợ ngành bất động sản khu công nghiệp, như cho phép các doanh nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm. Nếu như ở thời gian trước là doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất một lần thì đây là các doanh nghiệp thuê bất động sản khu công nghiệp thì có thể trả tiền thuê đất hàng năm, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác. Và khi mà vĩ mô ủng hộ quá lớn thì anh chị thấy được các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp thì vào sóng tăng mạnh mẽ, thậm chí là như cổ phiếu GVR trong thời gian chỉ một tháng thôi cổ phiếu đã có cái mức tăng giá là hơn 50%. Và với cái mức tăng giá như thế này thì khi thị trường điều chỉnh cổ phiếu cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ví dụ như ở cái thời gian vừa qua có hai phiên thị trường giảm gần 40 điểm. Đây hai cái phiên này anh chị thấy này, hai cái phiên ở phiên mùng 8 tháng 3 và mùng 9 tháng 3 thì thị trường giảm gần 40 điểm, nhưng cổ phiếu GVR thì chỉ chỉnh 5-6% thì sau đó lại kéo tiếp thêm 20% nữa. Do đó anh chị thấy là cái mức điều chỉnh của cổ phiếu không nhiều, nên là cái yếu tố vĩ mô là cái yếu tố bảo vệ cho cổ phiếu. Dù thị trường có điều chỉnh thì cổ phiếu vẫn tăng giá, và sau khi thị trường điều chỉnh xong thì cổ phiếu là thuộc cái top 1 trên thị trường và có cái mức tăng giá mạnh nhất. Do đó cái vĩ mô là cái yếu tố quan trọng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về vĩ mô của nhóm bất động sản thương mại để xem thời điểm hiện tại thì vĩ mô có ủng hộ nhóm này hay không. Thì đây là thống kê về giá trị giao dịch chung cư và đất nền qua các quý. Thì anh chị có thể thấy được cái cột màu cam, cái cột cao cao này này là số lượng giao dịch đất nền. Thì trong năm 2023 và đến 2024 thì cái giá trị giao dịch đất nền đang bị giảm đáng kể so với năm 2021, thể hiện là cái phân khu đất nền thì vẫn chưa sôi động và chưa nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Cái lý do mà khiến cho giá trị giao dịch đất nền vẫn chưa sôi động trở lại đến từ cái tốc độ hồi phục của nền kinh tế chúng ta vẫn đang ở mức thấp. Anh chị có thể thấy được những cái ngành ví dụ như nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp dịch vụ là những cái ngành có những mặt hàng thiết yếu, và những thậm chí là những mặt hàng thiết yếu thì đang còn hồi phục chậm như thế này. Thì những cái dịch vụ xa xỉ như bất động sản nghỉ dưỡng hay là những cái mặt hàng đầu tư thì chắc chắn sẽ được không được dòng tiền ưu tiên. Thì đây anh chị có thể thấy được là cái thống kê giá chào bán đất nền tại ba miền thì cái giá thống kê này vẫn đang giảm thẳng đứng so với quý 4 năm 2021. Điều này thể hiện được đó là nhà đầu tư hiện tại không quá quan tâm vào cái giá trị giao dịch đất nền, và cái giá trị giao dịch đất nền trên hiện tại ấy, ở trên thị trường hiện tại ấy, là chủ yếu đến từ những nhà đầu tư bất động sản thật, họ có nhu cầu và họ đi gom đất ôm dài hạn, chứ sẽ không có những nhà đầu cơ vào đẩy giá như giai đoạn năm 2020-2021. Và khi cánh không có yếu tố đầu cơ, không có những nhà đầu cơ tham gia giao dịch đất nền thì chắc chắn là sẽ không đẩy được giá, từ đó thì cái giá bán đất nền cũng không tăng ở cả ba miền Bắc và Nam. Mà DG ấy lại là cái doanh nghiệp mà phát triển đa dạng các sản phẩm. Anh chị có thể nhìn vào dự án của DG thì thấy được DG tập trung phát triển các
cả các dự án về khu đô thị du lịch này, ví dụ như khu du lịch sinh thái Đại Phước hay khu du lịch Long Tân Nhơn Trạch. Ngoài ra thì doanh nghiệp còn phát triển thêm cả các khu đô thị, có nghĩa là các khu dân cư này, khu đô thị này, khu nhà ở phức hợp và còn có cả nhà ở xã hội nữa. Do đó mình đánh giá là với bối cảnh hiện tại thì DG sẽ chưa thật sự bùng nổ mạnh và sóng tăng của DG chỉ thật sự mạnh mẽ khi thị trường bất động sản trở lại, thì khi đó DG mới có cái mức tăng mạnh như cái giai đoạn năm 2021. Còn hiện tại thì mình đánh giá DG nếu như mà có sóng ấy thì sẽ chỉ có sóng tăng trong ngắn hạn và gọi là trung hạn mà thôi, còn để cái sóng tăng dài hạn của cổ phiếu sẽ không có. Trong một cái nhịp tăng giá của thị trường, khi thị trường tăng thì cổ phiếu nào cũng tăng, nhưng để nói về cái mức độ tăng giá mạnh mẽ hay là cái mức độ sinh lời lớn trong ngắn hạn ấy, thì mình đánh giá là cái thời gian hiện tại ấy là DG chưa có vĩ mô ủng hộ quá nhiều. Và khi mà doanh nghiệp chưa có vĩ mô ủng hộ quá nhiều thì chúng ta sẽ đi qua về cái nội tại doanh nghiệp để xem là cái bản chất doanh nghiệp có yếu tố gì kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hay không. Thì thời gian vừa qua, đó là vào sáng hôm qua, thì chính phủ mới có một cuộc họp với các doanh nghiệp và địa phương về tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy triển khai dự án cho nhà ở xã hội. Sau đó, cái tiến độ xây dựng và bàn giao của những doanh nghiệp nào đang triển khai các dự án nhà ở xã hội thì cũng sẽ được đẩy mạnh. Đó là doanh nghiệp đang hướng đến cái nhà ở xã hội cho nhu cầu thực của người dân. Và DG thì cũng có cái dự án nhà ở xã hội vừa được chấp thuận tại Hậu Giang. Và cái dự án này là cái dự án P4 tại Hậu Giang. Khi mà DG được tỉnh Hậu Giang chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội, đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp sẽ được cho phép quy hoạch mặt bằng 3 khu đất thuộc dự án nhà ở xã hội. Và khi mà mình xem báo cáo tài chính của DG ấy, thì mình thấy được cái giá trị của dự án khu dân cư P4 Hậu Giang của DG tính đến quý 4 năm 2023 là hơn 900 tỷ và đã tăng gần 200 tỷ so với năm ngoái. Năm ngoái chỉ là 757 tỷ thôi và đến năm nay đã tăng lên 937 tỷ, vị trí là tăng khoảng tầm 180 tỷ so với năm ngoái. Điều này cho thấy DG đang tập trung nguồn lực để đẩy mạnh và triển khai dự án và kỳ vọng được đó là khi mà tỉnh Hậu Giang chấp thuận quy hoạch mặt bằng cộng thêm chính phủ liên tục có những cái chính sách hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội thì sẽ là cái động lực đem lại yếu tố gọi là tích cực cho các dự án nhà ở xã hội và sẽ giúp doanh nghiệp có được cái doanh thu và lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Đó là cái kỳ vọng của cổ phiếu DG và cái bối cảnh vĩ mô ủng hộ DG trong thời gian sắp tới. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một cái yếu tố cuối cùng nữa, đó là cái yếu tố về dòng tiền tham gia cổ phiếu. Thì nếu như mà nội tại doanh nghiệp và vĩ mô ngành nghề là điều kiện đủ thì cái điều kiện cần đó là dòng tiền tham gia cổ phiếu. Thì cái dòng tiền được thể hiện ở cái thanh khoản và cái volume của cổ phiếu. Thường thì dòng tiền ấy là cái yếu tố đặc biệt quan trọng với những anh chị và các bạn nào đầu tư ngắn hạn. Bởi vì nếu như anh chị đầu tư ngắn hạn thì chỉ có dòng tiền vào tham gia đỡ giá cổ phiếu thì chắc chắn là cổ phiếu cũng tăng được 10 đến 15% rồi. Còn anh chị nào mà đầu tư trung hạn thì bắt buộc mọi người sẽ cần quan tâm đến thêm cả vĩ mô ngành nghề về nội tại doanh nghiệp nữa, bởi vì cái sóng tăng trung và dài hạn là cái sóng mà cổ phiếu tăng được 50 đến 100% giúp anh chị và các bạn x2 x3 tài khoản, nên anh chị nào hướng đến những mục tiêu cao hơn thì mọi người sẽ cần quan tâm đến cả vĩ mô ngành nghề và cả nội tại doanh nghiệp. Còn anh chị nào chỉ đầu tư ngắn hạn với cái mức lợi nhuận đến 15 đến 20% thì anh chị và các bạn sẽ quan tâm vào dòng tiền. Còn mình thì mình sẽ tập trung chú ý cả về ngắn hạn và cả trung hạn. Nếu như ngắn hạn mà cổ phiếu có sóng thì mình cũng sẽ vẫn phân tích và khuyến nghị cho anh chị em và các bạn tham gia. Còn trung hạn thì chắc chắn là sẽ báo mọi người mua khi mà cổ phiếu có vĩ mô ủng hộ và cổ phiếu có cái nội tại doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng. Thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ đi vào cái dòng tiền. Thì để một cổ phiếu vào sóng tăng mạnh mẽ thì cổ phiếu đó phải có dòng tiền liên tiếp được đẩy vào. Mình nhấn mạnh cái cụm từ liên tiếp, bởi vì nếu như dòng tiền không đẩy vào liên tiếp ấy thì cổ phiếu chỉ tăng rồi lại chỉnh, tăng rồi lại chỉnh. Anh chị có thể thấy là trước khi mà cổ phiếu GVR vào sóng ấy thì cổ phiếu có dòng tiền vào tham gia liên tiếp đã có khoảng tầm là gần một tuần dòng tiền vào đẩy giá cổ phiếu GVR liên tiếp 1, 2, 3, 4, 5. Dòng tiền được thể hiện bằng những thanh khoản volume màu xanh tăng mạnh so với trung bình 20 phiên. Và trước khi mà GVR vào cái con sóng thần ấy thì cổ phiếu cũng đã có dòng tiền vào đẩy mạnh. Đặc biệt cái dòng tiền này là cái dòng tiền của tổ chức, thể hiện cái ý chí mạnh mẽ kéo cổ phiếu lên. Và nếu như mà dòng tiền mà không duy trì mạnh mẽ thì anh chị và các bạn sẽ thấy là cổ phiếu sẽ không chạy mạnh. Ví dụ như anh chị nhìn cổ phiếu VND, mặc dù là các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán là cái nhóm mà có sóng trong thời gian hiện tại, nhưng bởi vì cổ phiếu VND dòng tiền chưa vào tham gia mạnh mẽ, thế nên cổ phiếu vẫn đang ở nền. Anh chị thấy này, nếu như mà có dòng tiền vào tham gia thì thể hiện ở thanh khoản màu xanh, nhưng cổ phiếu VND không hề có những phiên bùng nổ thanh khoản và dòng tiền vào đẩy mạnh liên tiếp, mà cổ phiếu chỉ có những phiên là dòng tiền vào ở với mức
cao hơn trung bình thôi, và không có cái yếu tố là dòng tiền đẩy vào liên tiếp. Và khi mà cổ phiếu lên ấy, không có yếu tố dòng tiền đỡ nên cổ phiếu bị điều chỉnh, nên nhiều anh chị cầm cổ phiếu VND thì mọi người sẽ thấy là cổ phiếu hơi yếu, bởi vì là cổ phiếu không có dòng tiền vào tham gia. Thế nên để đầu tư trong ngắn hạn thành công thì cái yếu tố mà anh chị cần quan tâm đó là dòng tiền. Dòng tiền là cái yếu tố thiết yếu để cổ phiếu có thể tăng giá được. Còn những cổ phiếu khác, ví dụ như FTS hay là cổ phiếu VDS của nhóm chứng khoán ấy, thì có thể anh chị nhìn vào cái sự khác biệt này. Dòng tiền vào đẩy rất mạnh này. Đây, những cái phiên dòng tiền vào đẩy mạnh này. Đây, dòng tiền vào đẩy mạnh này. Dòng tiền vào đấy rất mạnh và liên tục đó. Khi mà cái yếu tố dòng tiền vào liên tục cộng thêm là cái lượng cung không nhiều thì chắc chắn là giá cổ phiếu cũng tăng. Hay là VDS cũng vậy này, khi mà dòng tiền vào ấy thì anh chị muốn cổ phiếu giảm cũng khó, bởi vì là dòng tiền cứ vào thì cứ đẩy vào, giá cổ phiếu vẫn sẽ tăng thôi, thể hiện được cái việc là phải vào liên tục đó. Thế nên anh chị và các bạn biết được cái yếu tố về dòng tiền rồi thì chắc chắn là anh chị và các bạn sẽ yên tâm đầu tư trong ngắn hạn. Quay trở lại với DG thì anh chị nhìn vào DG thì DG cũng có dòng tiền vào tham gia, nhưng mà gọi là cái yếu tố liên tiếp ấy thì chưa quá nhiều. Nếu liên tiếp ở đây phải được thể hiện bằng 4-5 phiên liên tiếp thì hiện tại DG chỉ mới có 2 phiên thôi, tức là cổ phiếu có 2 phiên rồi là đã đáp ứng được khoảng tầm là gần 40-50% tiêu chí rồi. Thì thời gian sắp tới sẽ là cái quãng thời gian rất quan trọng của cổ phiếu DG. Chúng ta sẽ xem là dòng tiền có thật sự đẩy mạnh vào cổ phiếu DG hay không. Nếu như thời gian sắp tới mà dòng tiền liên tục 4-5 phiên liên tiếp có cái mức thanh khoản, ví dụ như thanh khoản giao dịch khoảng tầm là ở cái phiên thứ 6 ấy, là cái giá trị, cái số lượng cổ phiếu khớp lệnh ấy là khoảng tầm là 70 triệu cổ phiếu, thì trong những phiên sắp tới ít nhất là cái giá trị và cái khối lượng của cổ phiếu ấy, khớp lệnh ấy, nó phải duy trì từ 50 cho đến 60 triệu cổ, hoặc thậm chí ít nhất là 40 triệu cổ, phải duy trì từ 40 triệu cho đến 60 triệu cổ phiếu, thì khi đó cái cổ phiếu mới có thể vào được cái sóng tăng mạnh mẽ. Và hơn nữa ấy, mọi người nhìn vào cái yếu tố về cái vùng gom hàng của đội lái nhé, thì mọi người thấy là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì DG cũng đã có những cái vùng gom hàng này, ví dụ như cái vùng này này thì cũng đã có sự tham gia của dòng tiền lớn rồi, nhưng mà do là vĩ mô chưa ủng hộ và dòng tiền và dòng tiền nên họ chưa thể đẩy giá được cổ phiếu. Cộng thêm ấy là khi mà lên trên cao thì cái lực cung rất nhiều, bởi vì DG là cổ phiếu mà có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ mua và đu bán, thế nên ấy là tay to họ chưa thể kéo lên được và họ phải test, kéo lên để test cung. Khi nào test cung xong, rũ hết được nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi đó thì họ mới kéo lên được. Bởi vì nếu như mà họ cứ dùng tiền kéo lên mà nhỏ lẻ lại chốt đầu vào đầu họ thì có phải là họ bị lỗ không? Thế nên lại là cái yếu tố test cung và cái yếu tố rũ bỏ hết nhỏ lẻ thì khi đó DG mới có thể lên được. Thì mình đánh giá là cái yếu tố mà rũ bỏ ấy, thì DG đã làm được một phần nào đó rồi. Thời gian qua chắc chắn rất nhiều anh chị chửi cổ phiếu DG và nhiều anh chị cắt lỗ đối với cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu cứ tăng rồi giảm, tăng rồi giảm, tăng rồi giảm. Có những phiên ấy break, như anh chị nào đu vào những phiên break này chắc chắn là sẽ bị phải cắt lỗ trong ngắn hạn. Thậm chí là đã có khoảng tầm 4 phiên mà cổ phiếu DG break bị xịt rồi, và mình đánh giá là những cái phiên đó là những cái phiên mà có sự tham gia của dòng tiền rồi, và những cái phiên sau đó là đã có sự rũ bỏ rồi. Thế nên là DG hiện tại không có quá nhiều nhà đầu tư đu bám nữa, nên là cũng đã đảm bảo được cái yếu tố này rồi. Và cái việc mà cổ phiếu DG vượt đỉnh hay không và vào sóng tăng trung hạn hay không thì mình đánh giá là do cái yếu tố thời gian quyết định nữa. Chắc chắn là cổ phiếu DG sẽ vào sóng tăng trung hạn, nhưng với cái điều kiện là thị trường cần đồng thuận. Bởi vì hiện tại ấy, là thị trường của chúng ta mặc dù là đã gọi là lên được cái vùng kháng cự rồi, nhưng mà vẫn có một cái số áp lực rung lắc ngắn hạn, cộng thêm là khối ngoại bắt đầu có việc bán ròng, nên là cái những cái cổ phiếu nào mà nổ sau trong thời gian tới ấy, thì sẽ hơi khó khăn. Nên mình kỳ vọng là DG sẽ lên được cái vùng này và rũ tiếp. Sau khi mà cổ phiếu rũ tiếp thì chờ thị trường điều chỉnh xong, thì khi mà thị trường vào cái sóng mới, cổ phiếu DG vào sóng mới nữa sẽ là hợp lý nhất. Còn đối với những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu này thì cổ phiếu cứ dao động trong biên khoảng tầm từ 26 đến 28 là anh chị và các bạn có thể mua gom được. Bởi vì đây là cái biên sideways up, là cái vùng giá mà tay to tổ chức không hàng, thì anh chị gom đồng thời với tay to thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ không lỗ được. Nhưng mọi người sẽ cần có tầm nhìn đối với cổ phiếu này, bởi vì cái tính chất của cổ phiếu là có rất nhiều nhà đầu tư đua bán, nên là đội lái họ sẽ cần phải rũ mạnh. Còn anh chị nào mà muốn vào sóng một phát là có lãi luôn thì mọi người sẽ chú ý những cái phiên dòng tiền vào đổ liên tiếp vào 40 đến 60 triệu cổ phiếu trong vòng 4 phiên liên tiếp, thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ vào cái sóng tăng trung hạn. Đó là cái chia sẻ của mình về phân tích kỹ thuật cổ phiếu DG. Anh chị và các bạn vẫn có thể chú ý cổ phiếu này vì đây là một trong những cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh nhất trong nhóm bất động sản. Nếu như FTS và CTS là hai cổ phiếu chứng khoán có dòng tiền vào tham gia mạnh thì DG cũng là cổ phiếu bất động sản có dòng tiền tham gia mạnh. Nên là những thời gian tới khi cổ phiếu rung rũ sẽ là cái cơ hội cho anh chị và các bạn gom hàng đối với cổ phiếu DG. Đó là cái chia sẻ của mình về vận động
kỹ thuật của cổ phiếu, về vĩ mô ngành nghề và về cơ bản doanh nghiệp. Nếu như anh chị và các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và subscribe kênh nhé. Cuối cùng chúc anh chị và các bạn đầu tư thành công.